Anh đừng ở đây, để mở nha, để mở nha. Tuôn nước, tuôn nước. Xin lỗi. Cho tôi ngồi đây xíu nhé. Cảm ơn cô nhiều. Anh có sao mà? Cái chân. Bị kế cái này, cô vô cho chúng ta. Mắn lên. Oh yeah. Mắn một cái được. Wow. Nó đỡ hơn rồi cô ơi. Cảm ơn cô nhiều. May mắn có cô giúp đỡ, cái chân tôi chắc nó bị hư luôn cái khớp này rồi. Cô tên gì đây? Dạ em tên Lan. Cô tên Lan hả? Tôi tên là Long á. Tôi là người vô gia cư sống ở đây. Cảm ơn nhiều nha. Anh đừng ở đây, để mở nha, để mở. Tuôn nước. Cô thổ vào lưng. Mạnh lên. Rồi. Cảm ơn cô nhiều nhé. Mà may mắn có cô giúp là chắc tôi không biết phải làm sao để uống chai nước này rồi. Cô ra đây làm gì đấy? Em ra đây không gió. Không gió. Tôi vô gia cư lang thang ở đây á, mà tôi biết chơi đàn nữa. Anh biết chơi đàn. Tôi biết chơi đàn. Cô có thích nghe đàn không? Hay là vậy đi, cô đang ngồi để chơi, tôi có thể tặng cô một bài hát cho vui cũng được. Dạ, em cảm ơn anh. Coi như là lời cảm ơn luôn á. Cái tay tôi cũng lâu á, tôi cứ nó tại vì cái chứng này là tôi bị từ nhỏ rồi. Lâu mà tôi kiểu là tôi gặp một người nào đó mà tôi kiểu nó cảm giác tôi ấn tượng á, là cái cơ thể tôi nó bị nó không kiểm soát được, nó cứ như vậy đó cô. Tôi cảm ơn cô nhiều nha. Cô có thích nghe bài gì không? Dạ bài gì cũng được. Bài gì cũng được hả? Ok. Hay là tôi đang tặng bài cô một bài hát cũng nổi tiếng trên TikTok lắm. Hay là tôi đang tặng cô cho vui cũng được. Ok. Giờ thì tình đã phai, em đâu rồi người về với ai? Còn lại mình lẻ loi, riêng mình tôi ôm nỗi đau này. Còn lại gì nữa đâu, thì còn lại gì nữa đâu. Giờ thì đánh mất em, riêng mình tôi đợi. Người ơi hãy tin anh này, và em đến đây đi. Ngàn hoa lá đang thay màu, này em thích hoa gì? Nụ cười bé sân xuân, người làm sao xuyên tim anh? Tình yêu sẽ không phai mờ, vì anh thích trao dâng. Một ngày hà buồn kèn phượng buông khi bon vương nắng. Bầu trời một mùa tình yêu thu, vừa sang lá xanh phai màu. Vòng lại một chút đang rơi trên khóe mi lệ buồn. Mai cách xa từng ngày còn gì còn rừng rơi khi mùa đông đến, là ngày mà người rời xa theo người ta bão giông nơi này, chẳng còn đâu những vân vườn theo hương hoa kia bóng ai phai mờ. Người chia tay em chưa từng nói với anh, cớ sao người vội quên.
Cảm ơn cô. Cô thấy sao? Hay ạ. Cái bài hát này tôi cũng hát lâu rồi á, nhưng bây giờ tôi bị quên lời á. Coi như là tôi biết là cái lời xin lỗi là đúng ra là nó phải tròn vẹn đúng không? Nhưng mà bây giờ tôi hát nó bị thiếu lời, lúc hụt lời như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến? Không sao. Không sao, may quá. Cảm ơn cô. Tôi thấy lâu lắm rồi tôi mới gặp được một người tốt giống như cô á. Của mình, ví dụ cô nhìn tôi trong một cái tình trạng như này, cô có cảm nhận gì không? Ý là cô có khinh thường tôi không? Dạ không. Thì đổi lại cái lòng tốt của cô á, mà tôi cũng biết phải làm sao. Hay là giờ đi, tôi cũng tích góp được một số tiền tôi muốn dành tặng cho cô. Cô còn lại đi học hay đi làm rồi? Đi làm hả? Tôi tưởng là nếu như là sinh viên là tôi sẽ tặng cho cô rồi, nhưng mà đi làm tôi càng phải tặng nữa, tại vì cô là người thực sự là rất là tốt. Hay là cô cầm số tiền này? Không, cái này có mấy triệu thôi, cái này là cái lòng tốt mà tôi tặng cho cô mà. Cô cầm. Anh đi. Hay là cô thấy tôi ăn mặc rách rưới như này, cô thấy là cô khinh thường đúng không? Dạ không có. Nhưng hay mà là... anh cứ giữ đi, tại vì em không có ý là em sẽ. Thế là em không muốn nhận tiền cái người của vô gia cư hả? Không phải ạ. Vì em nhận với anh thì em không nghĩ là em sẽ nhận một cái gì đó. Số tiền này không bao nhiêu đâu, nó có 2.000 đô thôi. Dạ, thôi được, anh cứ giữ đó để anh xài đi. Anh sao vậy? Sao vậy? Tôi có một tí tấm lòng thành tôi muốn gửi cho cô mà cô không nhận nữa. Tôi hơi buồn tí cô, không sao, nhưng mà ý là tôi hơi buồn tí thôi. Thôi coi như chuyện đó là thôi, cô giúp đỡ, coi như tôi làm sao tôi bắt tay cô, xin bắt tay cái được. Tay tôi mới đi nhặt rác để tôi chùi cái được. Sạch rồi. Bắt tay cô. Cảm ơn cô nhiều nhé. Cô đến đây làm gì đấy? Em đến đây em chờ bạn đi chơi. Chờ bạn đi chơi hả? Tôi thì sống ở khu vực này, tôi là người vô gia cư ở đây á. Là bình thường là mình ở đâu mình qua đấy? Bình thường em cũng ở gần đây. Ở gần đây luôn hả? Ủa, ở gần đây mà sao mà tôi đi nhặt rác bữa giờ ở đây mà tôi ở Lang Bạc ở đây mà tôi không gặp cô ta? Em mới chuyển tới đây như là anh thôi. Hả? Là cô mới chuyển tới đây hả? Dạ vâng. Là cô ở từ quần nào mà có chuyện qua quần này hay sao? Dạ đúng rồi. Nên bây giờ mình đi làm là cái công việc mình sống ở Sài Gòn nó có thuận lợi không, kiểu như là công việc mình có tốt không á? Cũng được. Cũng được hả? Không mà tôi nhìn cái cách ăn mặc của cô là tôi đoán cô là một người là chắc chắn là cũng vậy, thành công lắm rồi đúng không? Đúng rồi, chắc chắn là người thành công lắm thì mới có ăn mặc kiểu là kiểu tóc tai mà nhìn kiểu, tôi nhìn cô nó giống kiểu các cái, cô biết các cái idol bên Trung Quốc không? Hàn Quốc không? Cô biết idol Jisoo không? Biết luôn hả? Idol Jisoo là của nước nào? Hàn Quốc. Thuộc nhóm nhạc nào? Cô biết luôn hả? Trời. Tôi nhìn cô là hồi nãy tôi ở bên kia là tôi tưởng cô là một thành viên của nhóm Blackpink luôn á. Tại vì cái cách ăn mặc của cô luôn nó giống Hàn Quốc với giống cái cô ca sĩ gì mà Jisoo á. Y chang luôn, có ai nói giống như vậy không? Nhưng mà tôi thấy lần đầu là tôi tưởng cô là ca sĩ Jisoo luôn á. Nó khác một cái mặt tí thôi, nhưng còn mấy kia là tôi thấy là đúng hết á. Ủa cậu, cô thấy sao? Cô đang có chuyện gì lúng túng hả? Dạ không. Thật ra thì tôi nhân tiền đây tôi cũng muốn chia sẻ với cô luôn. Thật ra cô nhìn tôi như vậy thôi. Là cô đoán tôi là sao?
Nếu như một người bình thường mà nhìn như vậy là người ta đoán là tôi là sao? Đấy là cô nghĩ tôi là một người như thế nào, vô gia cư hay là cúc? Vô gia cư. Vô gia cư hả? Ừ. Để tôi nói cho cô biết, thực ra tôi là chủ tịch của tập đoàn BVS. Cô có bao giờ nghe công ty cái chủ tịch của tập đoàn BVS không? Đó, BVS là công ty của tôi, là chuyên sản xuất mỹ phẩm cho nữ đó. Có BVS, cái từ BVS là cô hay nghe quen mà đúng không? Mấy cái đồ mà sản phẩm dành cho nữ đó, kiểu là công ty tôi sản xuất để cung cấp cho thị trường thành phố này nè. Khi nào cô cần dùng tôi gửi cho mấy tấn dùng dần. Cô là người quê ở đâu? Quê ở Lâm Đồng. À, Lâm Đồng hả? Tôi ở miền Trung. Tôi vô đây sinh sống làm việc á. Công việc chính của tôi là vậy, nhưng mà chủ yếu là hay tới đây để mình sinh sống lang bạc ở đây thôi. Nhìn vậy thôi chứ thực sự là chủ tịch già nghèo thừa lòng gái xinh thôi. Chứ không phải là bình thường nhá. Tôi nói tôi tên gì chưa? Tôi tên là Long cô ạ. Cô biết vậy là được rồi. Cô bình thường là cô cũng hay tới đây chơi hả? Dạ không, lâu lâu thôi. Lâu lâu hả? Dạ. Mà ngày hôm nay sao tự nhiên có duyên mà cô lại đến cái chỗ này vậy? Dạ bạn rủ đi chơi nên là em đây chơi. Bạn rủ để chơi. Nhưng mà bạn chưa tới hả? Dạ vâng. Thôi em kêu bạn đừng có tới nữa. Thì em kêu bạn tới làm gì nữa? Tại vì bạn em đợi lâu chưa? Dạ cũng chưa lâu lắm. Chưa lâu lắm ạ. Hay là đang nhân tiện mà lúc mà bạn em chưa tới á. Bây giờ bạn em chưa tới đúng không? Em có thích hát không? Hay là em thích nghe hát thôi? Em thích nghe hát. Thích nghe hát nhưng thích hát đúng không? Thật ra tôi như vậy tôi cũng xin lỗi cô quá. Mà tôi thấy một người mà vừa xinh đẹp mà không có khinh người nghèo như cô á, là tôi thấy là ở cái thành phố này là tôi hiếm gặp lắm. Tại vì tôi đi ra ngoài mà ăn mặc kiểu như vậy là người ta xa lánh tôi, người ta đuổi tôi ra khỏi nơi. Kể cả những lúc mà tôi đi ăn uống đồ quán xá, người ta đuổi tôi ra luôn đó cô. Hay là cô đang ngồi đây chơi này, giữa khung cảnh mà trời gió mát như này, tôi có thể tặng cô thêm một bài hát nữa. Cô thích một bài hát của ca sĩ gì không? Dạ ca sĩ nào cũng được. Ca sĩ nào cũng được hả? Ok. A few moments later. Ngồi giữa bóng đêm anh không thể hiểu được, vì nỗi nhớ em vu vơ bất thường. Cảm giác đắm say cứ thế đông đầy nơi trong trái tim. Là từ bấy lâu nay anh đang kiếm tìm những câu chuyện thật dài mỗi tối, những phút giây ngập ngừng bối rối. Tiếng em cười và lời em nói khiến cho lòng anh như đang mất lối. Nhưng khi chạm nhìn vào đôi mắt, anh chỉ muốn ôm em thật chặt để anh nói em nghe lòng anh. Người ơi, em có biết anh đã yêu em rất nhiều, chẳng còn những lý lẽ để nói lên câu tình yêu. Làm như không quan tâm nhưng anh thật sự em. Muốn được che chở cho em những đêm lần về, anh muốn nói yêu em rất nhiều. Muốn được che chở cho em những đêm lần về, anh muốn nói yêu em rất nhiều. Được rồi. Hay. Cảm ơn em nhiều. Tôi tập đàn cùng được mấy mấy tháng á.
ra đàn lấy le cho vui vậy thôi, chứ thực ra là cô thấy tôi đàn nó cũng ấp áp ống lúc đúng lúc không, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Trước đây tôi cũng chơi đàn cũng lâu lắm, nhưng mà do tôi nghỉ một thời gian dài á, tôi không có đàn hát nữa. Thành ra là bây giờ tôi hát là có vẻ nó hơi bị sai nhịp hoặc sai lời, là cô bỏ qua cho tôi tí nha. Nhưng mà không sao đâu, cho tầm nửa tháng nữa, khi nào mà tôi thuần thục lại là tôi chơi lại bình thường. Mà cô bình thường cô có hay ra đây chơi không? Dạ, lâu lâu mới ra. À, lâu lâu, khi nào mà cô có dịp cô ra đây chơi á, mà cô gặp tôi là tôi sẽ đàn tặng cho cô thêm nhiều bài nữa. Nhưng mà tôi chắc chắn là tôi hứa với cô rằng là chắc chắn sau này mà tôi gặp cô là chắc chắn là tôi sẽ đàn là pro hơn á. Nhưng mà khi nào ra cô nhớ là cô nhớ đi tìm tôi. À không, cô sao đi tìm tôi được, tôi là người vô gia cư mà cô sẽ tìm tôi sao được. Ý là khi nào cô ra đây á, mà cô phát ra một cái tín hiệu gì đó, mà kiểu là cái tín hiệu riêng, mà kiểu là cô với tôi biết thôi. Ví dụ cô đưa ra một tín hiệu với cô, ngoéo lên ngoéo tay với tôi cái, ví dụ cái này là hứa này, khi nào mà cô phát ra một tôi một cái tín hiệu, ví dụ cái tín hiệu riêng cô với tôi biết thôi, là từ đấy tôi nghe, ví dụ như là cái tín hiệu chứ. Đó là ví dụ cô tới cái vườn mà cô kêu cái là tôi bên kia là tôi phi thẳng qua đây luôn, là tôi đàn cho cô nghe luôn. Xin lỗi cô, tôi nói hơi bị nhiều đúng không? Ờ không, thực ra tính tôi tốt lắm, tôi tốt lắm. Cô ngồi đây chơi một mình có buồn không? Dạ không, bạn sắp tới rồi. À bạn sắp tới hả? Mà bạn ấy là nữ hay là nam? Dạ nữ. Anh tưởng nam cái là anh chạy luôn.